Chào các bạn, đây là trên chiếc bàn này là cái DJI Inspire 1 Pro. Có thể nói là cái đầu tiên ở Việt Nam mình và một trong những cái đầu tiên thế giới được tập hợp. Cái này do DJI tài trợ cho Thanh Long Communication để sản xuất bộ phim Valentine. Chiều nay mấy anh bên Flycam Pro sẽ đi quay thử và review cái này. Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp ra để xem bên trong cái Inspire Pro này có gì khác với lại cái Inspire 1 ra mắt. Đây anh Công là giám đốc của Flycam Pro VN sẽ đập hộp này ra chúng ta xem. Inspire 1 Pro này thì nó khác so với đời trước là nó đi kèm theo cái Zenmove X5 là cái camera Micro Four Thirds đầu tiên dành cho cái nhiếp ảnh không trung. Đây, mở hộp ra coi. Các bạn hãy nhớ đây là cái sản phẩm này hôm nay mới được chính thức bán ra toàn cầu và chúng ta đã có để đập hộp ở trên tay thì rất là, điều rất là tuyệt. Nếu như các bạn mua Inspire 1 thì là mở hộp ra bên trong có sẵn vali rồi, không cần phải mua vali riêng nữa, rất là đẹp. Đây, Inspire 1 Pro. Bên trong là cái camera Zenmove X5. Có khả năng quay 4K. Kích thước của cái camera Zenmove X5 là 12cm nhân 13cm nhân 14cm và nặng 526g. Anh Công bên Flycam Pro sẽ mở hộp cái này ra, Inspire 1 Pro đầu tiên Việt Nam chúng ta xem. Bên trong các bạn thấy cũng giống đời trước là có cái máy bay, một bộ điều khiển remote, một pin, camera nằm ở đây và bộ cánh. Như mấy anh nói thì là bộ cánh này, cái motor và bộ cánh có vẻ như khác đời trước. Khác đời trước. Dạ. Một cái remote, chúng ta có thể mua thêm một remote nữa để điều khiển cam. Và đây là bộ Zenmove X5. Wow. Đi kèm thêm một cái lens. Cái lens, lens 15, lens fix 15. Một cái lens fix 15. Các bạn nhớ đây là cái camera Micro Four Thirds đầu tiên dành cho nhiếp ảnh không trung. Và thay đổi lens được, hiện nay thì nó hỗ trợ 3 lens. Đây. Đây. Đây là một cái lens của Olympus sản xuất và xài sử dụng tốt với lại cái Zenmove X5 này. Chiều nay mấy anh bên Flycam Pro sẽ đi bay và sẽ đi quay thử cho các bạn xem. Chúng ta có thể thay đổi những cái lens phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của mình khi sử dụng cái Zenmove X5 này với Flycam DJ Inspire 1 Pro. Thay lens em nhấn vô đây. Đó, qua. Dạ. Lens vô. Quá đã luôn. Hiện nay chúng ta có 3 cái lens hỗ trợ cho cái ngàm này. Một cái là đây là cái Olympus 12mm, 15mm và 30mm. So với lại cái đời trước thì đây có thêm cái phần này không? Phần thanh này. Cái đế gimbal, cái adapter. Đây là đời trước Inspire 1 và đây là Inspire 1 Pro. Và mình phải cần mua cái khung này lần ngược lên. Đây. Đây khác nhau. Không cần phải mua cái khung này. Để mình gắn cái gimbal vào. Còn đây là cái X5 so với lại cái camera của Inspire 1. Zenmove X5 so với camera Inspire 1. Gấu hơn gấp rất nhiều lần. Pro thì gắn cánh dễ hơn cái kia là mình xoay. Xoay ngang áo cánh ra. Không cần phải đè giống như là cái con kia nữa.